Thưa quý vị và các bạn, một trong những người có đóng góp to lớn cho sự phát triển tiếng Việt chính là đại thi hào Nguyễn Du. Nhiều nhà nghiên cứu phê bình khẳng định Nguyễn Du là bậc thầy về việc sử dụng ngôn ngữ. Đi sâu tìm hiểu nghệ thuật sử dụng ngôn ngữ của Nguyễn Du qua tác phẩm Truyện Kiều sẽ giúp cho chúng ta hiểu được phần nào điều đó. Trong chương trình Nguyễn Du và Truyện Kiều hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với câu chuyện có tựa đề là Cách sử dụng ngôn ngữ tài tình của Truyện Kiều. Chương trình được sự tài trợ tham vấn về nội dung của Quỹ Bảo tồn và Phát huy giá trị di sản Nguyễn Du và Truyện Kiều. Trong một lớp học ở làng quê nọ, thầy giáo đang giảng dạy về Truyện Kiều. Thầy nói với các học sinh rằng, những người say mê Truyện Kiều cho rằng Truyện Kiều là tác phẩm văn chương tuyệt mỹ, là nguồn khám phá vô tận đầy thú vị. Cách chơi chữ của cụ Nguyễn Tiên Điền thật tài tình. Thầy sẽ đưa ra một tình huống và đố các em giải được nhé. Khi Kiều bán mình chuộc cha, bị Mã Giám Sinh lừa, tiếc thay một đóa trả mi, con ong đã tỏ đường đi lối về. Nàng mới thốt lên rằng, biết thân đến chốn lạc loài, nhị đào thà bẻ cho người tình chung. Vậy em nào chứng minh được người tình chung đó là ai? Học sinh nghĩ một lúc, có một em đứng dậy trả lời, người tình chung đó là Kim Trọng ạ. Tuy nhiên chúng em hiểu nhưng không tài nào lý giải được. Chân thành cảm ơn đã xem, kính mong quý vị like, share và đăng ký để động viên kênh. Thấy vậy thầy liền giải thích, ta biết khi Kiều đến tuổi cập kê, biết bao người tỏ tình, nhưng mối tình đầu duy nhất Kiều đã dành cho Kim Trọng. Chữ chung ở đây trong tiếng Hán được chiết tự thành hai chữ đó là chữ Kim và chữ Trọng ghép lại. Thật kín đáo, ý nhị và tài tình làm sao. Thầy giáo nói tiếp, càng đọc càng thấy nhiều điều thú vị. Đó là số năm trong Truyện Kiều, Nguyễn Du dùng chữ trăm năm. Hai câu thơ dùng chữ nghìn năm. Vậy là đưa tổng số năm thành 3.000 năm. Thầy sẽ đọc cho các em nghe. Trăm năm trong cõi người ta, chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau. Rồi câu, người đâu gặp gỡ làm chi, trăm năm biết có duyên gì hay không. Hay là, rằng trăm năm cũng từ đây, của tin còn một chút này làm ghi. Thầy nhấn mạnh, tóc tơ căn vặn tức lòng, trăm năm tạc một chữ đồng đến xương. Hay câu, phải điều ăn sổi ở thì, tiết trăm năm nỡ bỏ đi một ngày. Lại nói, đã nguyền hai chữ đồng tâm, trăm năm thì chẳng ôm cầm thuyền ai. Đến lúc lỡ làng nước đục bụi trong, trăm năm để một tấm lòng từ đây. Rồi trăm năm tính cuộc vuông tròn, phải dò cho đến ngọn nguồn lạch sông. Vẫn chưa hết, xót vì cầm đã bén dây, chẳng trăm năm cũng một ngày duyên ta. Còn nữa, chở che đùm bọc thiếu gì, trăm năm danh tiết cũng vì đêm nay. Giờ thầy sẽ đọc tiếp cho các em câu có từ nghìn năm nhé. Làm chi để tiếng về sau, nghìn năm ai có khen đâu hoàng xào. Hay là một nhà phúc lộc gồm hai, nghìn năm răng rặc quan giai lần lần. Cứ lần dở các trang Kiều tìm tòi và khám phá, ta càng ngẫm càng thấm, càng say bút pháp tài hoa của đại thi hào, danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Du. Có thể dẫn ra rất nhiều trường hợp để chứng minh cho đại thi hào Nguyễn Du là bậc thầy trong việc sử dụng ngôn ngữ. Đó cũng là một trong những nguyên nhân làm cho tác phẩm Truyện Kiều có sức sống lâu bền, được người đọc từ thế hệ này đến thế hệ khác say mê, ngưỡng mộ. Thưa quý vị và các bạn, chương trình Nguyễn Du và Truyện Kiều xin khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Xin kính chào tạm biệt. Chân thành cảm ơn đã xem.
Rất mong quý vị nhấn vào mục đăng ký và like, share để động viên kênh.